chào các bạn đã đến với kênh Hoang Dã TV. Bây giờ là 9 giờ tối. 9 giờ tối các bạn. Mình đang trên nóc nhà của mình. 9 giờ tối rồi các bạn. Mình đang ở trên nóc nhà của mình. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái tổ chim cú. Mình còn nợ các bạn là cái tổ chim cú nó nợ con. Thì hôm qua mình lên mình kiểm tra thì nó đã nợ con rồi. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem. Thì bây giờ mình mới lên trên đây á, thì mình không lên ban ngày, mình không quay ban ngày, tại vì mình quay ban ngày á là con chim cú mẹ nó sẽ bay ra ngoài. Nó bay ra ngoài á thì nó không biết đường, nó bay về tổ thì mấy con chim cú nó sẽ bị nắng nó chết, mấy con cú con đó các bạn, nên mình phải lên ban đêm. Ban đêm thì mình chuẩn bị cái đèn pin đó, các bạn thấy cái đèn pin này mình đang rọi trên trời này. Thì mình lên tới đây rồi thì con chim mẹ nó thấy động, nó bay ra đó, các bạn thấy đây này, mình thấy giờ các bạn thấy con chim mẹ đó, đó đó, và nó này lắm các bạn. Để mình zoom nhỏ cho các bạn xem. Đó, đây các bạn. Đấy, nó đang đậu lên cái nóc nhà hàng xóm nhà mình. Đây là con chim cú lợn lưng nâu. Đấy, các bạn thấy đó. Mà nó, mình leo lên trên đây thì nó bay cách cái đầu mình là chỉ có từ 1 mét cho tới 1 mét thôi. Nó đe dọa các bạn, nó đe dọa, nó không muốn mình lên mình xem cái tổ của nó. Nó bay sát cái đầu mình luôn. Hiện tại thì nó đang ở đó đấy. Đấy các bạn thấy không? Đó, nó bay. Đó, nó bay rồi. Nó bay là cái nhà xa đó rồi các bạn. Đó, đó, nó bay là cái nhà xa đây. Thì bây giờ mình sẽ đi xa cho các bạn xem cái tổ của nó, còn nó tính là được mấy con nha. Rồi. Đây là cái mái tôn nhà mình nha. Mái tôn là trên cái tum cao á. Các bạn thấy là rất là cao. Đấy. Đấy, cái tổ nó nằm ở dưới cái chỗ này á, là người ta ở trong cái xây dựng á, nó kêu là cái sai nô, tức là cái chỗ để cho cái nước mưa nó từ những cái mái tôn như thế này nó chảy xuống, rồi nó theo đường ống nó đi xuống dưới nhà. Đây, cẩn thận nha các bạn, té đấy các bạn, cũng không đến nỗi đâu, nó có cái bức tường này. Đấy, con chim bố đây các bạn. À, mình mới bị cái con chim nó mổ ngay đầu các bạn. Đây là con chim mẹ đây. Đây con chim mẹ đó các bạn. Nó mới mổ trúng đầu mình luôn, nó đạp hai cái chân nhảy gáy mình, cho móng nó sắc lắm các bạn. Đây nè, nó nè các bạn. Đấy, đấy, con nợ được hai con các bạn. Mình phải coi cái con chim cha nữa, chim cha. Đây là cái con chim mẹ này các bạn, chim mẹ nó đang xa, nó không sợ. Đây, nó bay rồi. Đây, mình sẽ coi các bạn. Đấy, cái con chuột nó mang về, nó cho con chim con ăn nè. Nở được 3 con, 4 con này các bạn. 1, 2, 3, 4. Mình hơi, cái máy của mình nó hơi cùi bắp chút, nó hơi khó quay. Đó các bạn thấy không? 1, 2, 3, 4. 6 trứng nở 4 con. Đây là cái con chuột nè. Con chuột thì nó làm mồi. Nó mang về cho con nó ăn đấy. Đấy, các bạn thấy cái con chim cú này nó có ít đâu. Nó bắt chuột, nó là một cái thiên địch của chuột, rất là tài. Là nó bắt chuột là hay lắm, mồi của nó chủ yếu là chuột thôi. Thì các bạn thấy nó bắt chuột về cho con ăn. Đây, nó hai con nó bay sát đầu luôn, các bạn thấy ghê quá. Nó ra một con nó đạp ngay gáy mình rồi, không biết có mình hơi rát rát, không biết có bị chảy không. Đây, đó, các bạn thấy không? Cái này
nó mới nở thì dắt đưa. Hôm qua mình lên thì mới thấy có 2 con thôi, hôm nay lên 2 con nữa là 4 con nữa các bạn. Hy vọng là nó sẽ nở đè được cho nó đủ 6 con, nhưng mà thường thường nó sẽ bị hực. Trời ơi, nó bay sát đầu mình luôn các bạn ơi. Đây. Đấy. Thường thường nó sẽ nở khoảng 5 con thôi các bạn. Đấy. À, các bạn thấy nó kêu không? Mình nhìn nó giống như là cái mỏ, nó cũng giống như cái con chim két á, két con á. Thì mấy bữa nay trời ở Sài Gòn này nó cũng đổ mưa trái mùa. Mình sợ nó mưa to quá, nó mà mưa to quá thì chỗ này nó ngập. Nó ngập các bạn, thì mình sợ mấy con này chết. Thì nếu mà mưa to quá thì mình có thể là mình sẽ bắt mấy con này lên mà mình sẽ chăm sóc nó, mình nuôi thay cha mẹ nó chứ không thôi mình để cho nó chết. Chứ còn nếu mà nó không mưa thì mình vẫn cứ để cho cha mẹ nó nuôi thôi. Rồi mình sẽ quay một cái clip tới lúc nó trưởng thành, nó tập bay và nó sẽ bay về tới tự nhiên nha các bạn. Các bạn thấy là cái ở trên cái này nè, mấy con chim cú này nó ở trên nhà mình là cũng 10 mấy năm rồi, hết cặp này tới cặp khác nó ở đây rồi. À, các bạn nhiều lúc đừng có sợ xui nha các bạn. Mình chỉ có sợ là bạn bè mình lừa đảo mình thôi, lừa việc mình thôi, nói dối mình thôi, chứ mình không có sợ mấy cái này, mình không có dị đoan mấy cái này đó. Các bạn thấy không, mình quan niệm là đất lành chim đậu đó, nhà mình nó an toàn đối với con chim thì nó làm tổ nhà mình thôi, chứ không có lo những cái vấn đề đó. Đấy, bạn thấy không, chưa có lòng gì mấy luôn hả các bạn. Đấy rồi, thôi mình kết thúc cái clip ở đây nha các bạn. Mình cũng chưa tắm rửa, mình cũng chưa ăn cơm, mà mình cũng còn nhiều việc để làm. Thì hôm nay mình quay cái clip cho các bạn xem thôi, cái tổ con chim cú, cái trứng là nó nở ra thế nào ha. Ở đây các bạn thấy là rất là, nó nở cũng rất là nhiều rồi đó, nó nở trứng nè, cái vỏ trứng nó nhiều lắm, nhiều đợt rồi, nhưng mà mình không có thời gian, mình không có quay cho các bạn xem. Thì hôm nay quay cho các bạn xem đây, mùa mưa nó cũng đẻ nè các bạn, mùa mưa nó cũng đẻ, nhưng mà thường thường cái mái tôn nhà mình là nó chảy nước xuống đây, nên mấy con chim thường nó bị chết. Cho nên sang năm mình có thể mình lấy gỗ mình đóng, mình cải tạo lại chỗ này một chút để cho nó, con chim nó đẻ lên trên đó thì nó không có sợ chết cái con chim con. Đây, tổ chim cú lợn lưng nâu, hôm nay nó đã được 4 con. Hôm nay mình lên mình quay clip cho các bạn xem TV. Con chim nó mỏ lên ngay gáy một cái, đang là rát quá, chắc cũng rướm máu rồi. Thôi cho các bạn xem cho các bạn biết vậy thôi. Thêm một kiến thức về chim cú lợn này nha các bạn. Các bạn phải bảo vệ cái loài chim cú này, vì nó là thiên địch của chuột. Các bạn thấy con chuột cũng rất là to này, con chuột đồng rất là to, bị nó bắt về cho con nó ăn. Rồi, Quan Hồng Phúc của kênh Hoang Dã TV chúc các bạn nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống.